nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng Ni sâu chợ với khách hàng mình vay vốn từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Cô Giang, Cô Bắc thuộc trung tâm phường 1 quận Phú Nhuận nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt 3 lầu có sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 3m, chiều sâu vào là 9,5m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Đông Nam nha, rất là phù hợp với khách hàng mình cứ mời là Đông Tứ Trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp. Bên trên gồm 2 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà mình nếu mà thiết kế lại thì được khoảng 3 phòng ngủ luôn nha. Được gia chủ thiết kế một mẫu thiết kế hiện đại nè. Mỗi tầng như vậy thì mình đều có chỗ ban công ra bên ngoài rất là đẹp luôn. Và đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 5 tỷ giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và trước khi di chuyển vào bên trong, Hằng Ni xin mời quý khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát con hẻm phía trước nhà nha. Và đây, nhà mình phía trước thì rộng khoảng 4m, mình có một cái khoảng sân đậu được rất là nhiều xe máy luôn. Cũng như là chúng ta di chuyển ra một đoạn phía trên này thì mình rộng khoảng 2,5m đến 3m nha cả nhà. Khu này thì khu dân cư ở hiện hữu rồi, hẻm thông bàn cờ. Và chúng ta cách mặt tiền hẻm xe hơi chỉ khoảng 40m thôi. Hằng Ni lia máy đi với khách hàng mình cùng xem nè, ngay khu dân cư ở hiện hữu hết rồi nha. Khu này thì rất là an ninh luôn. Và đặc biệt là nhà mình nằm ngay góc hai mặt tiền trước sau cho nên là rất là thông thoáng. Phía sau thì được gia chủ mình có chỗ cửa hậu cũng như là ban công ra bên ngoài. Gia chủ thì đang rao bán với mức giá chỉ 5 tỷ thôi, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và nhà mình thì với một vị trí rất là đắc địa luôn. Chúng ta sát bên trung tâm quận 1 cũng như là kết nối với chợ Tân Định nè. Sát bên nhà thờ Tân Định, nhà thờ Màu Hồng nha. Và mình di chuyển về Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ rất là gần luôn. Cũng như là chúng ta kết nối với ngã tư Phú Nhuận, đường Nguyễn Kiệm, Hoàng Văn Thụ. Cho nên là mình di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 5 đến 10 phút thôi. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Ngay trung tâm đi đâu cũng tiện hết cả nhà ơi. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, thiết kế rất là đẹp luôn. Và em đang có mặt từ không gian mặt bằng phía trước của ngôi nhà nè. Được gia chủ thiết kế rồi một lớp cửa sắt 4 cánh. Và di chuyển vào bên trong thì chúng ta có thêm một lớp cửa nhôm xin pha kèm kính cường lực 10 ly nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Tại đây thì phía bên tay trái của em được gia chủ thiết kế có tủ đựng giày, tủ để nón bảo hiểm nè. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, cũng như là hai phía bên thành tường của mình. Được gia chủ ốp gỗ nha cả nhà. Cao khoảng 1m2, rất là sạch sẽ luôn. Nhà thì được thiết kế hiện đại. Phòng khách mình thông với khu vực phòng bếp nè. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá marble, tay vịn bằng lan can sắt nha cả nhà. Chúng ta có kệ tủ trưng bày nè, cũng như là hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ luôn. Đây, mình có quầy bếp đảo luôn nha. Phía bên này thì được gia chủ mình đặt làm bồn rửa, còn phía bên đây thì được gia chủ thiết kế làm tủ bếp âm mặt đá nè. Thiết kế rất là hay luôn. Và di chuyển về phía cuối ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế làm khoảng không gian khu vực toilet nha cả nhà. Chúng ta có một cái toilet nhỏ nhỏ tại đây dành cho khách khi đến chơi nhà hoặc là gia đình mình sử dụng cũng rất là thuận tiện luôn. Và cuối nhà mình thì mình có cửa hậu chỗ ra ngoài nha. Phía sau nhà mình thì có một cái con hẻm nữa, rộng khoảng 1,5m đến 2m. Gia chủ mình để quên chìa khóa nhà rồi cho nên Hằng Ni không có mở cửa để đi ra ngoài được. Khách hàng khi xem thì thông cảm cho em nha. Mình có tới hai lớp cửa lần cả nhà ơi. Một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm xin pha. Và cùng em chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nè. Đây, được gia chủ thiết kế hiện đại nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục nè. Và em xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt 3 lầu có sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 3m, chiều sâu vào là 9,5m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Đông Nam nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế là một phòng ngủ master tại đây. Chúng ta có toilet sử dụng riêng bên trong luôn. Đó, đầy đủ các trang thiết bị rồi nha.
Tiêu tông chủ đạo màu xám, mình có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen đầy đủ luôn, cũng như là quạt hút mùi bên trên nè. Và bên trong phòng ngủ thứ nhất của gia đình mình có giường ngủ nè, tủ quần áo, hệ tủ tách đầu giường, cũng như là một cái bàn trà nhỏ nhỏ. Mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình có lắp máy lạnh rồi. Chúng ta chỉ cần mua về sách vali vỏ thôi nha. Và đặc biệt là nhà tuy nhỏ nhưng mà được gia chủ mình có thiết kế ban công chỗ ra ngoài nè. Ban công lấy gió lấy nắng nha cả nhà. Cũng như là không khí gió trời rất là lưu thông luôn. Đây cùng em chúng ta quan sát nha. Chúng ta có thể mua về thì mình để thêm những cái chậu cây ở đây, chậu hoa mình trồng thì rất là đẹp luôn. Một ô cửa sổ nhỏ nhỏ nè, lấy ánh sáng trực tiếp. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Và đặc biệt là nhà mình nằm ngay góc hai mặt tiền trước sau, cho nên là phía sau được gia chủ mình có chỗ ban công nhỏ nhỏ ra bên ngoài. Khoảng này thì chúng ta có thể là sử dụng làm sân phơi, khu vực giặt sấy hoặc là trồng cây, trồng hoa nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn nè. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Và ngôi nhà thì đang được gia chủ rao bán với mức giá chỉ 5 tỷ thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này thì hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2 nè cả nhà. Và kết cấu và thiết kế cũng giống như phòng bên dưới thôi, cho nên Hằng Ni cũng sẽ lia mái nhanh nha. Chúng ta có toilet sử dụng riêng bên trong phòng luôn. Và đây phía bên ngoài, phòng làm việc, phòng ngủ, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình nha. Mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình có lắp máy lạnh rồi. Tại đây thì chúng ta có thiết kế cửa để mở ra nè. Ban công nhỏ nhỏ xinh xinh nha cả nhà. Rèm màn cửa hai lớp đầy đủ luôn. Và đây chúng ta có tủ quần áo kết hợp với bàn làm việc. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực sân thượng để tham quan tiếp tục nè. Ngay khoảng này mình được chỗ cửa sổ ra luôn nha. Nhà mình nằm ngay góc hai mặt tiền cho nên rất là thông thoáng luôn. Tìm đâu một căn nhà ngay trung tâm quận Phú Nhuận, sát bên quận 1, nhà mới, đầy đủ nội thất công năng sử dụng như vậy nữa. Quý khách hàng mình quan tâm thì alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế cũng như là sở hữu và thương lượng với gia chủ với giá bán tốt nhất. Em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng nè cả nhà. Chúng ta được gia chủ thiết kế có phòng thờ phía trước nha. Đây. Tùy theo cách sử dụng của gia đình mình hoặc là phong tục tập quán của mỗi gia đình, chúng ta có thể thiết kế làm phòng thờ hoặc là mình tận dụng phòng này mình làm thêm một phòng ngủ nữa nha. Mình đẩy khu vực này ra phía ngoài, một phòng ngủ phía trên. Nhà mình thì lên tới tổng là 3 phòng ngủ luôn. Em di chuyển ra ban công phía ngoài để chúng ta cùng tham quan nè. Đó. View thì rất là thoáng luôn nha cả nhà. Mở cửa ra thì gió trời lưu thông rất là mát luôn. Nằm ngay trục đường Cô Giang, Cô Bắc thuộc trung tâm phường 1, quận Phú Nhuận. Với vị trí này thì ngay trung tâm rất là thuận tiện cho khách hàng mình sinh hoạt cũng như là sinh sống và mình di chuyển của quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này thì alo cho Hằng Ni nha. Chỉ với mức giá 5 tỷ thôi, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.